trân trọng kính mời quý Phật tử và nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân. Bảo
đền đáp hiếu thân. Giờ đây chúng con xin được thay mặt chư huynh đệ gần xa đảnh lễ khánh tuế chư tôn thiền đức nhân mùa Vu Lan hiếu hạnh, và thành kính dâng lên cúng dường tam bảo cùng niệm tiền chư tôn đức quý ngài tùy duyên làm hành trang trên bước đường hoằng pháp lời sanh. Sĩ dương chánh pháp với tất giả chí thành chí kính, chúng con đã chuẩn bị trong nhiều ngày nhiều tháng qua bằng sức lao động chân chính của mình, ngưỡng mong chư tôn đức chứng minh cùng trợ duyên hồi hướng phước lành cho cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ bồ đề tâm bất thối, cha mẹ nhiều đời cùng cửu huyền thất tổ của chúng con được gặp đường lành thoát vòng mê muội ra khỏi u đồ siêu sanh tịnh độ, ngưỡng mong oai thần tam bảo cùng nguyện lực của chư tôn đức nguyện cầu Phật Nhật Tăng Huy pháp luân thường chuyển riêng đối với chúng con, được nhờ phước báo này mà đời đời kiếp kiếp được gặp tam bảo, kính mong quý ngài từ bi nạp thọ cho Phật tử chúng con đồng thêm lợi lạc. Ai khi đọc Phật kính bạch trên chư tôn hòa thượng cùng toàn thể đạo tràng, hiện diện chứng minh vừa rồi đã đại diện cho hàng Phật tử đã dâng lên lời tác bạch cúng dường, và tiếp theo là phần nghi thức dân pháp y ca sa cúng dường lên chư tôn thiền đức tăng ni. Xin mời các em trong đội cài qua cùng quý vị Phật tử sẽ tiến vào bên trong để con Phật. Và giờ này mời sư cô Lan hướng dẫn đoàn gia nghi sẽ nhiễu tháp ba vòng, và quý Phật tử đồng để tâm thanh tịnh nhất tâm đọc bài oai đức ca sa